xúc của con người là một món quà từ tổ tiên động vật của chúng ta, còn sự tàn ác là thứ mà chính nhân loại đã tự ban tặng. Hannibal Lecter, một sát nhân hàng loạt hư cấu trong tiểu thuyết Sự im lặng của bầy cừu của Thomas Harris, từ một cậu bé 6 tuổi bị chấn thương tâm lý nặng nề trong khi tận mắt chứng kiến những kẻ đào ngũ nhốt lũ trẻ để vượt qua mùa đông khắc nghiệt năm 1944 và chứng kiến em gái bị chúng biến thành thức ăn ngay trước mắt. Nỗi đau ấy đã trở thành vô thức để sau này dẫn đường cho mọi hành vi man rợ của Hannibal. Và Gingoto trong bộ truyện tranh Hannibal cũng là một nhân vật gần giống như vậy. Bi kịch của ngôi làng Kugemura bắt đầu từ câu chuyện báo thù đầy bi thương và bất lực của người phụ nữ này. Từ một cô gái xinh đẹp nhất làng, có xuất thân hèn mọn, bị làm nhục, tra tấn, hy sinh, bị bỏ mặc cho đến chết. Cho đến Sura, một kẻ ăn thịt đồng loại tàn nhẫn. Đừng coi bất kỳ ai khác ngoài gia đình Goto là con người. Đó là thứ người phụ nữ man rợ hoang dại này đã dạy cho gia tộc của mình khi vượt qua những giới hạn của con người và trở nên quyền lực nhất trong gia tộc. Và bây giờ, chúng ta sẽ lần theo từ khóa Hannibal, lên chuyến tàu manga, đi theo cốt truyện của làng hoa Kugemura với những bông hoa trà, dạo bước vào thế giới xa xôi và bí ẩn của bộ manga kinh dị này. Trong 200.000 năm lịch sử nhân loại, hủ tục ăn thịt đồng loại cấm kỵ đã từng tồn tại. Dù là vì bất kỳ nguyên nhân gì, thì hủ tục cấm kỵ này đã từng tồn tại. Điều này đã bị cấm ở Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị. Nhưng dù vậy, hủ tục này vẫn còn ở đâu đó hay ở một ngôi làng nào đó ở Nhật Bản. Ở đâu ấy nhỉ? Đoạn mở đầu của trang truyện đầu tiên đã mang đến một không khí bao trùm cho thể loại kinh dị hồi hộp, chủ đề ăn thịt đồng loại. Hannibal là một bộ truyện tranh của Masaaki Ninomiya, được đăng nhiều kỳ trong Weekly Manga Goraku từ 2018 đến 2021, bao gồm 13 tập truyện tranh, và tháng 12 năm 2022 đã được chuyển thể thành phim truyền hình cùng tên trên Disney Plus. Câu chuyện hồi hộp cao độ đã nhận được sự chấp thuận từ các biên tập viên của các tạp chí đăng nhiều kỳ và những người yêu thích truyện tranh đón nhận nồng nhiệt, khiến nó trở thành một bộ truyện tranh thu hút nhiều sự chú ý. Điểm nhấn của Hannibal là hàng loạt tình tiết hồi hộp khó đoán các diễn biến tiếp theo và bí ẩn ẩn chứa trong đó. Câu chuyện tiến triển mà bạn không biết bạn có thể thực sự tin tưởng được ai ngoài nhân vật chính Daigo và gia đình của anh ấy. Vì vậy sẽ có cảm giác hồi hộp về việc ai sẽ là kẻ phản bội và khi nào thì điều kinh dị, sợ hãi bất ngờ sẽ ập đến. Cảm xúc cổ xưa và mạnh mẽ nhất của con người là sợ hãi. Và sự sợ hãi cổ xưa và mạnh mẽ nhất chính là khiếp sợ những thứ mình không biết. Bộ manga này thật sự sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc cổ xưa và mạnh mẽ nhất. Phần tiếp theo sẽ spoil toàn bộ cốt truyện, vì vậy các bạn hãy cân nhắc trước khi xem tiếp nha. Daigo là một thám tử xuất sắc ở Tokyo, với khả năng chuyên môn vượt trội và ý thức công lý mạnh mẽ. Trong một chiến dịch truy bắt tội phạm để cứu con gái bị bắt làm con tin, Daigo đã hạ gục tên tội phạm trước mặt con gái mình. Điều này khiến cô bé bị tổn thương và từ đó cô bé không nói chuyện nữa. Sau vụ nổ súng, anh bị chuyển công tác đến một ngôi làng miền núi hẻo lánh, làng Kugemura ở quận Okayama. Từ thành phố đến ngôi làng miền núi, mặc dù kiểu chuyển việc này là một điều tồi tệ đối với những người bình thường, nhưng đó lại là cuộc sống mà Daigo và vợ mong muốn. Họ hy vọng được sống trong một môi trường yên bình, cách xa quá khứ và hàn gắn lại gia đình nhỏ đang có nguy cơ bị đổ vỡ này. Từ góc độ môi trường tự nhiên, làng Kuge được bao phủ bởi núi và sông, phong cảnh dễ chịu, thoạt nhìn giống như một khu nghỉ dưỡng yên bình, cách xa sự ồn ào của thành phố. Và gia đình nhỏ ba người họ còn có thể nhìn lên bầu trời đêm và đếm các vì sao. Những người dân làng ở đây thể hiện sự tốt bụng và nhiệt tình đơn giản, khác hẳn với sự thờ ơ của thành phố. Khi đi dạo và tuần tra, dân làng không chỉ chào đón anh nồng nhiệt mà còn cho anh rau hữu cơ miễn phí. Quan trọng hơn, cường độ làm việc ở đây thấp hơn nhiều so với các thành phố. Trước đây, Daigo mỗi ngày đều phải truy bắt trộm cướp, tội phạm, có thể thỉnh thoảng lại dính vào vài vụ trọng án. Điều này khiến anh mỗi ngày đều căng thẳng. Nhưng từ khi đến Kugemura, cường độ làm việc đã giảm xuống rất nhiều
và công việc hàng ngày của anh ấy là tuần tra bằng xe đạp. Chà, cái gọi là vụ án lớn chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh như trận đánh nhau giữa hai thằng trẻ trâu ở đầu làng mà thôi. Tất cả những thay đổi khiến Daigo nhen nhóm hy vọng về cuộc sống và cảm thấy rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, một ngày nọ, viên cảnh sát Daigo nhận được một tin báo cáo từ gia đình Goto, gia tộc lớn nhất ở làng Kuge, nói rằng một thi thể đã được tìm thấy ở phía sau núi. Và từ đây, cuộc sống mới yên bình đã bắt đầu trở nên tồi tệ. Khi đến hiện trường sau núi, Daigo nhìn thấy một thi thể không nguyên vẹn của một người phụ nữ lớn tuổi, được xác định danh tính là bà Gin Goto, trưởng gia tộc Goto. Phần sót lại của bà cụ thật thảm thương, trên bụng, chân phải và mặt trái có dấu vết bị cắn xé. Mặc dù được cho là tử vong vì bị gấu đen tấn công, nhưng ở kìa, sao lại có vết răng người trên cánh tay phải ấy nhỉ? Ghê chưa? Tuy nhiên, khi Daigo suy luận tại chỗ và chỉ ra những điểm đáng ngờ của dấu vết, Daigo đã bị các thành viên của gia đình Goto dùng súng đe dọa, cản trở quá trình điều tra thêm của Daigo, và họ khẳng định rằng nguyên nhân cái chết của cụ bà là do bị động vật hoang dã tấn công một cách dã man. Sau cuộc xung đột này, những chi tiết kỳ lạ bí ẩn của làng Kuge bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Ngày càng có nhiều điều khủng khiếp bắt đầu bao trùm gia đình Daigo. Machiro, con gái của Daigo, nhận được một món quà từ người bí ẩn trong gia đình Goto. Khi anh ấy mới đến làng Kuge, dân làng nói với anh ấy một cách thống nhất rằng viên cảnh sát Kano mắc một khoản nợ khổng lồ do cờ bạc, bị rối loạn tâm thần và sau đó biến mất. Lần cuối cùng họ nhìn thấy Kano, người cựu cảnh sát ấy đã bắn bừa bãi vào làng và buộc tội dân làng là những kẻ ăn thịt người. Lúc đầu, Daigo cảm thấy rằng những gì dân làng nói là đúng và đó thực sự có thể là một trường hợp cuồng cờ bạc. Nhưng sau khi điều tra, hàng loạt vấn đề bí ẩn xuất hiện như nạn nhân bị con gấu ăn thịt bị mắc bệnh cư rư, một căn bệnh do ăn thịt đồng loại gây ra. Ngôi làng cư ghê tưởng như yên bình này cũng trở nên nguy hiểm. Gia đình Daigo không chỉ bị cả làng xa lánh và giám sát, mà Daigo còn bị các thành viên của Goto tấn công nhiều lần. Theo chân vị cảnh sát Daigo điều tra về ngôi làng cư ghê đáng sợ này, chúng ta còn phát hiện ra điều gì nữa?